Chào các bạn, theo yêu cầu của nhiều bạn thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách trồng cẩm tú cầu. Thì bất cứ khi mình trồng cây gì thì mình cũng đều phải để ý trước tiên đó là đất. Cẩm tú cầu nó rất là thích nước, tuy nhiên nó lại không thích đất ẩm, nó không thích rễ bị ẩm. Vì vậy khi mà mình chọn đất phải đúng là loại đất mà nó tơi xốp đủ để nó thoát nước. Cho nên đó, cách dễ nhất đó là nếu như mà mình trồng chậu thì mình đi mua cái bao đất mà người ta để sẵn là potting mix. Thì mình không cần phải làm gì hết, chỉ cần đổ cái đất đó vô và trồng thôi. Tuy nhiên nếu đất ở nhà, đất ở vườn đào lên thì mình phải tưới và mình xem coi thử cái đất đó nó có thoát nước liền hay không. Thứ hai, sau đất đó là ánh sáng. Cẩm tú cầu là cây không thích nóng, không thích nhiều ánh nắng. Cho nên mỗi ngày chỉ cần khoảng 2 hoặc 3 tiếng nắng buổi sáng. Vì sao nắng buổi sáng? Tại vì nắng buổi sáng là cái nắng nó không có độ nóng và nó tốt cho cái cây quang hợp, lá quang hợp. Cho nên đó, nó cần phải có 2-3 tiếng nắng buổi sáng và tốt hơn nắng buổi chiều. Cho nên bạn phải chọn cái địa điểm nó đúng thì cây nó sẽ phát triển tốt hơn. Sau đó đó thì vì nó thích nước cho nên là mỗi ngày bạn cần phải tưới nó. Tưới thật ẩm, tưới thật đẫm. Nếu như mà bạn thấy hoa nó có héo đó thì bạn cũng đừng có lo. Mình cứ tưới cho thật ẩm vào. Ngày hôm sau nó sẽ lại ngóc đầu lên lại. Cẩm tú cầu thông thường mùa đông đó nó chỉ là những cái cành khô khẳng khiu. Thì khi tới mùa đông bạn đừng có chặt bỏ những cành khô này. Tự vì những cành khô này mùa xuân nó sẽ đâm chồi nảy lộc và lên hoa lại. Thông thường mùa đông á, mình chỉ bón cho cẩm tú cầu bôn miêu, không bón gì khác, và bón mỗi tháng một lần. Còn tới mùa xuân đó thì mình sẽ bón phân on purpose. Thì on purpose á, thì có thể là tùy theo mình thích bông màu xanh hoặc là bông màu hồng. Thì mình bón thêm một là lam hoặc là acid. Thì nếu như bạn muốn bông màu xanh thì bạn bón acid. Thì một cách dễ nhất là bạn ra ngoài tiệm, bạn mua cái bịch phân có chữ có cái hình hoa cẩm tú cầu màu xanh hoặc là có hình hoa cẩm tú cầu màu hồng. Nếu như bạn không có cái đó thì bạn có thể dùng muối áp son hoặc là bạn pha một cốc giấm với một galon nước tưới vào để thế cho cái phân đó. Rồi sau đó mình có thể bón phân on purpose mỗi tháng một lần là nó đủ cho cẩm tú cầu. Nhớ là muối thì làm bông màu xanh mà giấm thì làm bông màu hồng. Cho nên đó, nếu mà bạn muốn bông màu gì thì bạn bón cái thứ đó. Tuy nhiên nó phải là cái loại cẩm tú cầu mà có thể đổi màu, không phải loại cẩm tú cầu nào cũng đổi màu cả. Cho trước khi mà bạn mua cây về đó thì bạn nhớ giữ lại cái tháp trên cây để có gì mình còn đọc lại. Phần lớn chỉ có những bông cẩm tú cầu dòng big leaf là mới những cái bông có thể đổi màu, còn lại những bông khác không có khả năng đổi màu. Tuy nhiên nếu như mà bạn muốn màu xanh, màu hồng, màu cam, màu vàng thì bạn cũng có thể biến hóa nó được. Mình làm theo kiểu là mình đi ra ngoài tiệm, mình mua chai sơn về mình xịt lên. Tiệm nào cũng có bán chai sơn đó, ví dụ như Home Depot, Lowe, Michael, Walmart đều có bán. Vô cứ nhớ tìm cái chai sơn mà chai sơn xịt nhỏ nhỏ đó, rồi mình đọc ở trên cái description của nó coi thử là có xịt lên được nhiều loại hay không. Thì mua về xịt thì nó sẽ ra màu mà bạn muốn. Một số cẩm tú cầu sẽ ra hoa từ thân cũ và một số cẩm tú cầu sẽ ra hoa từ thân mới. Không phải cây cẩm tú cầu nào cũng giống nhau. Đó là lý do mà mình dặn các bạn khi mà mua bất cứ cây gì nên giữ thác lại để đọc và để tìm hiểu. Thì ví dụ như những cái cây nào mà bạn không có chắc là nó ra hoa từ thân cũ hay thân mới thì tốt hơn hết bạn đừng có cắt, bạn đừng có trim, đừng có tỉa gì cả. Bạn chỉ có đét hết cái bông, có nghĩa là khi bông tàn cắt bỏ bông thôi. Rồi cẩm tú cầu nó có nhiều dòng thì có những dòng nó sẽ không chịu được nóng,
Cho nên nếu như mà bạn ở zone 10 thì có khả năng là bạn sẽ không bao giờ trồng được cẩm tú cầu. Bạn ở zone 9, bạn có thể giống mình đó, thì bạn có thể trồng được một số loại. Có một số loại cẩm tú cầu chỉ có sống được từ zone 5 tới zone 8 mà thôi. Cho nên trước khi muốn trồng bất cứ cái loại cẩm tú cầu nào cũng phải để ý coi thử mình ở zone nào và nó có phù hợp với mình hay không. Nói tóm lại đó thì trồng cẩm tú cầu không khó. Quan trọng là đất phải thoát nước và tưới thật nhiều. Cái thứ hai là không được để chỗ nóng. Và chỉ cần 2-3 tiếng nắng mỗi ngày. Tất nếu bạn làm đúng những điều đó, chắc chắn cẩm tú cầu của bạn sẽ sống, không có chết được. Thêm một điều nữa là khi bỏ phân, nhớ đó là cẩm tú cầu không có cần quá nhiều phân. Bạn có thể bỏ phân ít một chút, nó không có chết cây. Nhưng mà bạn bỏ nhiều quá có thể làm chết cây. Nếu như mà bạn tưới phân đó, nguyên tắc là bao giờ cũng phải tưới nước trước cho gốc thật ẩm, rồi khi đó mới tưới phân. Nếu như bạn bỏ phân tan chậm thì cũng nhớ là phải tưới thật nhiều nước và không có bỏ sát gốc. Tự vì khi bạn bỏ sát gốc có thể làm nóng gốc và chết cây. Đó là những cái lý do mà làm cây chết. Thêm nữa đó là không đủ nước, hoặc là dư nước, hoặc là cây bị úng rễ. Thì khi nào mà thấy cây mà nó bị cái lá nó bị quéo lại đó, thì trước tiên là coi thử nó có đủ nước hay không, hoặc nó có dư nước hay không. Cẩm tú cầu có thể chưng được vài tháng. Sau đó đó, khi mà bông cẩm tú cầu già đó, thường thì nó chuyển qua màu xanh. Và thường đó mình cắt những cái bông màu xanh này vô, mình cắm trong bình đó, mình không cần chưng nước, bỏ nước, thì cái bông này nó để cả năm này qua năm kia nó sẽ thành hoa khô luôn. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.